con nít đời đầu trước giờ nha các bạn. Đây ha, đây là họ cái nít bua mình gọi là đời đầu ha. Đó. Còn kế tiếp một anh em song sinh như nãy mình có nói ha. Đó. Tiếp tục là cái này khui dạ. Đây là bạn sơ mi các bạn, một sản phẩm ha, nó mang một cái tính chất riêng. Xin chào các bạn, Thái đang có mặt ở tuyến đường của Võ Văn Kiệt Cần Thơ. Thì hôm nay Thái sẽ không đi thăm vườn nữa, bữa nay Thái sẽ đi thăm container. Mà trong container nó có chứa gì thì xin mời các bạn theo Thái ha. Đây là một chiếc container, Thái dẫn cho các bạn xem là container các bạn. Đây container, khối lượng của nó là 36 tấn. Đây là các bạn, đã không? Các bạn nghe được cái mùi của organic. Các bạn đã cảm nhận được cái mùi của organic chưa? Đây là một cái fit, một cái container lớn để mà chứa cái organic bua. Thật sự là Thái rất là xin lỗi các bạn. Thái rất là xin lỗi tất cả các khách hàng của Thái là do vấn đề mà bên Thổ Nhĩ Kỳ nó có cái một cái trận động đất hôm bữa đó, thì tàu nó về hơi chậm. Nên một số khách hàng của mình rất là cần xài rồi. Thì Thái bắt buộc phải đưa cái quy cách 1 lít cho các bạn xài. Đó. Bây giờ công ty gồng hết nổi rồi. Bây giờ hơn là mình đã nghe được cái mùi của cái đít bơ nó ra về rồi các bạn. Thì bây giờ Thái sẽ dẫn các bạn đi khui container. Tại sao mà mỗi lần các bạn sẽ hỏi tại sao mà có nhất thiết là phải gì không? Nhưng mà mình nghĩ là như thế này, mình cần cái quan điểm của công ty, bên công ty là minh bạch rõ ràng về sản phẩm, phải có nguồn gốc rõ ràng. Đó, công ty luôn muốn như vậy, bởi vì những cái container hàng nào về thì Thái luôn muốn là khui trước mặt những khách hàng của Thái cho họ xem là hàng nó được nhập từ đâu, container nó sẽ đóng gói như thế nào, và nó còn cái tem hay là không. Đó, ít ra là cũng như vậy các bạn. Ít ra là Thái làm được hết sức của Thái là cho các bạn xem là cái hàng này là nó nhập khẩu và nó minh bạch trong cái vấn đề mà cái nguồn gốc. Đó thì bây giờ các bạn thấy nè, mình nghe cái mùi container đây các bạn. Tới đây Thái sẽ chỉ cho các bạn xem cái này là cái đây là cái mình gọi là nói nôm na là cái khóa. Bây giờ mình sẽ mở cái này ra. Ây mà không được, cái này mở không được, con dao này mở không được các bạn. Mình sẽ cần kìm này, kìm bạn ơi, cho em mượn mấy cái kìm ha. Ok ha các bạn. Nó qua mấy cái eo biển nè, rồi nó qua một cái chặng đường rất là dài để mà tới được những khách, tới tại đây khách hàng nó rất là gian nan các bạn. Đó, mình hàng nhập là mình phải chịu với cái vấn đề này đó. Đây là cái cảnh tiếp cận. Thái đang ở trong lòng của cái container các bạn, cảm giác là sao? Nó nóng trong này, nó như cái lò nướng vậy, nóng. Mà thấy không, tất cả các lô hàng đều đóng gói là như thế này các bạn. Bên Thổ Nhĩ Kỳ bản thân làm từ cái thùng nè ha, từ cong dây nè, cong dây chắc là mình nghĩ là mình dịch ha, nó quấn một cái lớp băng keo nữa để mà tránh va đập ha, tránh chạy á. Thấy không, cái đẳng cấp của bên nước ngoài làm là cố gắng là ở bên ngoài và bên trong là nó hoàn thiện nhất có thể, chữ về Việt Nam trừ khi mà về Việt Nam nó va đập thôi, chứ ở trong một container bạn thấy như thế này. Lô hàng này hiện tại có giá trị tầm 5 đâu, mình không nói giá trị cho mình nói cái số lượng thùng. Mà cái thùng của nó hiện tại là 900, tầm 960 thùng một cái fit này, một cái container 40 fit à, các bạn. Đó, nó dài như thế này các bạn. Đây nè, anh yêu cầu em chạy vô đây. Đây em vô đây nè. Đó các bạn, đây là cái đầu của container. Đó, đây còn
Rồi, caramel hơi cực nha. Bắt đầu đây đầu cuối em đứng đây. Đây, đây là đầu cuối nha các bạn. Đó, dài cái tới đây. Chui như thế này. Đó, thấy chưa? Thấy đã không các bạn? Đó, thì bây giờ Thái sẽ cho các bạn, Thái sẽ khui ra. Tại vì trong container này thì nó xuất hiện anh em của Organic Power. Thì anh em của Organic Power nó sẽ có cái tính năng hay hơn là nó có cái tính năng nó cũng nghiêng về một cái giải pháp khác nữa. Các bạn, nó nghiêng về một cái giải pháp khác nữa. Thì Thái sẽ cho các bạn biết là anh em của nó sẽ nghiêng về cái vấn đề nào. Và Organic Power thì các bạn khách hàng mình đã xài đã dùng trước giờ rồi. Thì bây giờ mình tung một đứa em nó về nữa các bạn. Thì Thái sẽ nói với các bạn là tính năng sau một vài video tới. Ok các bạn. Đi. Hiện tại là mấy chú đang xuống hàng các bạn đó, những này xe tải đang trên container xuống hàng các bạn xem ha. Và Thái một lần nữa Thái mong muốn là Thái sẽ khui hàng trước mặt khách hàng của mình đây các bạn ha, một xe. Ờ, ok cảm ơn anh rút đi dạ đây dạ xong rồi đây đây là cũng là một xe nữa các bạn đó, nhưng mà nó nắng quá trời rồi. Em xách ra ngoài xíu. Đó thì bây giờ các bạn biết là hiện tại là cái Organic nó được nhập nguyên kiện hay chưa, mình sẽ khui cái Organic cho các bạn xem ha. Nãy như mình có nói bật mí các bạn là nó hai anh em về song song thì một Organic mà từ cái thời đầu ha. Trước giờ đây là một lô Organic đời đầu trước giờ ha các bạn. Đây ha, đây là Organic Power mình gọi là đời đầu ha. Còn kế tiếp một anh em song sinh như nãy mình có nói à. Tiếp tục là cái này khui dạ. đây là bạn sơ mi các bạn, một sản phẩm à, nó mang một cái tính chất riêng như thế đó. Rồi một số sản phẩm nó sẽ có mang một tính chất riêng nào đó à, ngoài cái nền là hữu cơ, cái nền Fubic và cái nền amino acid thì sẽ có một cái tính chất riêng của mỗi cái lô hàng, một cái can các bạn. Thì nó sẽ chia ra hai, những cái container này về thì sẽ chia ra làm hai, là một là bên là Xiaomi, một bên ấy. Những sản phẩm này đã được thử nghiệm rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đưa tới tận tay những bà con nông dân à. Thái nói luôn là cái chương trình của Organic Power các bạn, thì cái Organic Power thì trước giờ Thái vẫn hỗ trợ là trong vòng 1.5 tháng, hoặc là hôm trước Thái lấy mấy trăm thùng Thái bán hết rồi đó. Thì bây giờ hiện tại nó không còn chương trình nữa à, tới thời điểm hiện tại. Nhưng mà bây giờ thì bắt đầu từ ngày Thái đăng video à, có lẽ là 1-2 ngày sau Thái đăng video thì tới hết ngày 30 tháng 4 các bạn, thì Thái sẽ làm sẽ làm một cái chương trình để không có nhiều lắm đâu các bạn, nhưng mà cũng mong muốn hỗ trợ bà con một chút xíu nào đó. Thì bây giờ ví dụ như hôm trước là chúng ta mua mà hiện tại bây giờ chúng ta mua không có chương trình nhé, không có cái quà tặng gì hết, không có gì hết. Bây giờ là Thái sẽ làm chương trình là lễ 30/4 cũng tới rồi các bạn nha. Một số khách hàng người ta cũng đang chuẩn bị vào cái mùa mà thu hoạch và chúng ta phục hồi tới nơi rồi hay là một số khách hàng người ta mua về ta nuôi trái. Thì bây giờ Thái sẽ làm chương trình là có nghĩa là bây giờ hộp đó là 2 can ổ cái burger thì bây giờ Thái sẽ giảm 50%, ủa lộn, 50.000 cho một đơn hàng này các bạn. Và Thái mong muốn là cái chương trình nó diễn ra trong vòng nửa tháng các bạn, có nghĩa là bắt đầu từ ngày Thái đăng video tới hết ngày 30/4 là Thái sẽ không có hỗ trợ nữa à, nên nếu mà có ai mà khách hàng nào mà muốn mà mua để mà dự trữ mà xài thì có thể mua dặn trước đó à. Còn cái vấn đề cái Xiaomi này thì nó Thái sẽ bật mí cho các bạn về cái tính năng của nó khác biệt hơn so với cái này và như thế nào, mỗi cái nó sẽ có một cái riêng và công năng từng khác nhau à, các bạn đó. Ok đó các bạn ha, xin chào các bạn à, hẹn gặp lại quý cô chú anh chị các bạn trong các video sau.